Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật sư Vlog. Kênh Luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất. Chào các bạn, tôi là Luật sư Vlog. Chúng ta đi đến phần kháng nghị thứ 11 của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Thì ông cho rằng Hải lần đầu vào phía trong bưu cục cầu voi với thời gian là rất ngắn nhưng lại khai rất chi tiết các đồ vật có trong từng căn phòng. Các bạn nghĩ cái hôm mà Hải vào bưu cục cầu voi là lần đầu phải không? Tôi thì không nghĩ như vậy. Nếu nhìn qua diễn biến của vụ án này, của biên bản giám đốc thẩm này, tôi không nghĩ đây là lần đầu tiên mà Hải vào bên trong của bưu cục cầu voi, vì Hải quen Vân từ tháng 10 năm 2007. Vụ việc xảy ra là ngày 13 tháng 1 năm 2008, cách sau đó là khoảng 3 tháng. Mà cái nội dung vụ án là có nói tới hai cái chi tiết là Hải có quan hệ với Hồng và Hải đưa tiền cho Vân đi mua trái cây. Thì từ hai cái chi tiết này, nếu một người bình thường sẽ nghĩ là Hải thân với hai nạn nhân, và nếu đã thân như vậy thì đây có thể không phải là lần đầu tiên Hải vào biết trong bưu cục cầu voi. Về việc này thì Tòa án Nhân dân tối cao có lý giải như sau. Việc Hồ Duy Hải mô tả được các chi tiết trong phòng và các đồ vật phía trong bưu điện cầu voi đã được phân tích tại phần 1 nhận định ở phía trên. Trước khi ban hành cái cáo trạng thì Viện Kiểm sát lấy lời khai của Hải, và tại phiên tòa sơ thẩm, phiên tòa phúc thẩm, Hải khai sở dĩ biết được các chi tiết như trên là do anh Nguyễn Thanh Hải là công an viên của xã Nhị Thành kể lại. Nhưng cũng tại cái bản cung này, khi kiểm sát viên hỏi Hải cho điều tra xác minh đối chất với anh Nguyễn Thanh Hải thì Hải lại khai rằng không cần, sự kiện trên là không có thật, do tôi sợ xử nên tôi kéo dài thời gian xử. Mặc dù vậy, để làm rõ hơn cái nội dung này thì Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An đã xác minh lấy lời khai của anh Nguyễn Thanh Hải vào ngày 20 tháng 11 năm 2008 thể hiện khi cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường, anh Nguyễn Thanh Hải là giữ trật tự bên ngoài bưu điện. Sau khi vụ án xảy ra thì anh cũng không gặp được Hồ Duy Hải và không kể gì về vụ án cho Hồ Duy Hải nghe. Lời khai của anh Nguyễn Thanh Hải phù hợp với biên bản khám nghiệm hiện trường thể hiện không có anh Nguyễn Thanh Hải tham gia. Vì thế, lời khai của Hải về việc nghe anh Nguyễn Thanh Hải kể lại chi tiết các phòng, đồ vật có trong bưu cục cầu voi là không có cơ sở. Mặt khác, Hải có mặt tại hiện trường từ khoảng 19 giờ 30 phút cho đến là 21 giờ 30 phút ngày 13 tháng 1 năm 2008. Khoảng thời gian này không phải là quá ngắn. Với diện tích phòng khách của bưu điện là có kích thước 4.6 x 5.6 m, không lớn và trong điều kiện là có ánh sáng điện. Do đó, việc Hải khai chi tiết các đồ vật có trong hiện trường vụ án là có căn cứ nên không cần thiết phải điều tra lại vấn đề này. Đoạn này thì tôi giải thích thêm, bởi vì ông Viện Kiểm sát nói là lần đầu tiên Hồ Duy Hải vào bên trong bưu cục, sao mà lại biết được mọi vật dụng như vậy? Viện Kiểm sát nghi ngờ là có người móm cung chỉ dẫn, thì ông tòa án chứng minh là không có ai móm cung cả, không có ai móm cung cho Hồ Duy Hải. Sở dĩ ban đầu Hồ Duy Hải khai là biết được mọi việc, mọi đồ vật trong bưu cục là do anh công an cũng tên Hải kể lại. Thì sau đó tòa án chứng minh bằng cách là Hồ Duy Hải có phản cung tại phiên tòa sơ thẩm và phiên tòa phúc thẩm là do mình tự biết, chứ không nghe ai kể lại. Điều này nó mâu thuẫn với kháng nghị của Viện Kiểm sát. Tôi nói thêm ở điểm này, trong một phiên tòa để có thể ban hành một bản án thì diễn biến phiên tòa luôn luôn được các thư ký ghi lại. Giả sử nếu tại điểm này tòa án tố cao nói rằng là tại các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm Hải khai là biết được tường tận mọi vật trong bưu cục cầu voi, thì bằng chứng xác thực nhất chứng minh việc này đó chính là biên bản diễn ra phiên tòa sơ thẩm và phiên tòa phúc thẩm có ghi nhận lại. Chỉ cần tòa án tối cao đưa ra hai cái biên bản này là có thể bác bỏ được cái kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Thông thường các luật sư mà kỹ lưỡng thì sau khi phiên tòa xử án xong đó, và sau khi nhận được bản án thì luật sư thường đề nghị thẩm phán cho xem lại biên bản của phiên tòa. Bởi vì cho dù chúng ta có thắng kiện tại một phiên tòa bằng một cái bản án có lợi đi chăng nữa, nhưng để cái đề phòng cái việc là bên đối lập họ kháng cáo, thì mình cũng nên xem qua cái nội dung biên bản phiên tòa, nó ghi nhận đầy đủ những cái chứng cứ hay là đầy đủ những sự trình bày của chúng ta hay không, hoặc là nó có thêm bớt những gì bất lợi cho chúng ta hay không, và nếu thiếu thì đề nghị tòa án bổ sung vào biên bản, nếu dư chúng ta đề nghị bỏ ra. Từ đó thì chúng ta lấy làm cơ sở cho những phiên tòa tranh tụng tiếp theo đối với bên đối lập. Về kháng nghị thứ 12 là việc Hồ Duy Hải về nhà sau khi gây án, kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho rằng có sự mâu thuẫn về thời gian khi gây án. Lúc đầu thì Hải khai về nhà cửa không khóa, vào nhà ngủ không ai biết, bút lục số 82. Sau đó Hải lại khai tự lấy chìa khóa mở cửa nhà, bút lục 84. Rồi lại khai là khi về nhà cửa còn mở, tôi tự dẫn xe vào rồi kêu Nguyễn là con của Diệu Út đóng cửa giùm, bút lục số 87.
Tòa án lý giải như thế này, xét thấy tình tiết này không phải là mâu thuẫn về thời gian như kháng nghị nêu, mà là lời khai của Hải về hành vi ở hiện trường khác và ở thời điểm sau khi vụ án xảy ra, nên không có ý nghĩa chứng minh về hành vi phạm tội của Hải. Việc điều tra lại vấn đề này là không cần thiết. Ở đây có nghĩa là ý của ông viện kiểm sát yêu cầu ông tòa án chứng minh về việc làm của Hải sau thời gian gây án. Tại sao lại khai nhiều cái mâu thuẫn quá? Ông tòa án bây giờ có điều tra lại thì cũng làm sao mà điều tra lại được? Vụ việc đã xảy ra 12 năm rồi. Những cái chi tiết này không ai làm chứng, chứng minh thì làm sao mà điều tra lại được? Thật ra mà nói thì chỗ này viện kiểm sát theo tôi kháng nghị là đúng. Vì điều tra vụ án, chúng ta phải chứng minh thời gian, giám sát thời gian vụ án diễn ra từ đầu cho đến cuối. Thậm chí nếu Hải là hung thủ thì cũng phải biết sau khi gây án Hải đã đi đâu, làm gì, có khai với ai về việc mình đã làm hay không, để khi đó chúng ta có quyền đấu tranh phòng chống tội phạm về cái hành vi không tố giác tội phạm hoặc là che giấu tội phạm nếu trong trường hợp Hải có gặp người nào đó để kể lại sự việc cho người đó nghe. Đó là điều tra mở rộng giải quyết vụ án. Các bạn cũng nên nhớ rằng trong vụ án của Tuấn Khỉ, sau khi gây án xong Tuấn Khỉ đã bỏ trốn thì cơ quan cảnh sát điều tra vẫn truy tìm và tìm cho bằng được Tuấn Khỉ, rồi điều tra xem Tuấn Khỉ đã kể cho ai nghe sự việc và ai là những người giúp cho Tuấn Khỉ bỏ trốn, ai mua cơm cho Tuấn Khỉ ăn. Những người đó đều đã gặp hoặc là biết tin Tuấn Khỉ, biết Tuấn Khỉ đã làm gì và ở đâu, và hầu như những người đó đều bị khởi tố về tội che giấu tội phạm hoặc là không tố giác tội phạm. Nên cái việc điều tra làm rõ Hải sau khi gây án đi đâu, làm gì, gặp ai là hoàn toàn hợp lý. Ở đây chẳng qua là cơ quan cảnh sát điều tra đã bỏ ngỏ không làm rõ ngay từ ban đầu, nên bây giờ không điều tra lại được. Và cũng có thêm một nguồn thông tin rằng không chính thống là Hải đã đi đám ma vào đêm hôm đó, nhưng vì sao lại không có thấy hồ sơ trong vụ án này nói đến. Tôi nhắc lại là thông tin đi đám ma là thông tin không chính thống. Kháng nghị thứ 13 của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho rằng hai bản án xác định chiếc ghế được thu giữ là công cụ phạm tội, nghĩa là ý ông Viện Kiểm sát nói rằng chiếc ghế thu được tại hiện trường là công cụ phạm tội, nhưng sao tòa án không ghi nhận? Bởi vì chiếc ghế là dùng để đập đầu của Hồng, nó cũng là công cụ làm cho Hồng ngất đi, kế tiếp mới đến là hành vi cắt cổ. Thì ông tòa án lý giải như sau: thực tế chiếc ghế đó không liên quan đến vụ án. Hai đồ vật là con dao và cái thớt thu giữ được do anh Nguyễn Văn Thu và chị Lê Thị Thu Hiếu cung cấp không có giá trị chứng minh về công cụ gây án của người phạm tội. Về vấn đề này, qua nghiên cứu bản án hình sự sơ thẩm số 97 ngày 1 tháng 12 năm 2008 của Tòa án Nhân dân tỉnh Long An và bản án hình sự phúc thẩm số 281 ngày 28 tháng 4 năm 2009 của Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh, hội đồng xét xử không xác định chiếc ghế thu được là công cụ phạm tội. Do đó, nhận định trên của kháng nghị là không đúng với bản án sơ thẩm và bản án phúc thẩm. Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã thừa nhận sai sót này và đề nghị được đính chính kháng nghị về nội dung này. Kết quả khám nghiệm hiện trường về vụ án thể hiện có chiếc thớt dính máu để nằm ở gần nạn nhân Hồng và chiếc ghế xếp mà nạn nhân Vân gác chân lên, không phát hiện con dao được nhét vào sau tấm bảng treo đối diện cầu thang. Khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra chưa thể biết được hung thủ dùng thớt, ghế để gây án. Cho đến khi Hồ Duy Hải khai, chính Hải khai đã dùng thớt, ghế, dao làm công cụ gây án. Lời khai của Hải phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường, phù hợp với vị trí con dao khi các anh Nguyễn Văn Thu, Võ Văn Hùng, Nguyễn Văn Vàng và Nguyễn Ngọc Tuấn phát hiện được trong lúc dọn dẹp hiện trường vào ngày 14 tháng 1 năm 2008. Mặc dù Hải có lời khai mô tả về đặc điểm chiếc thớt không thống nhất về bề dày, kích thước, nhưng căn cứ vào bản ảnh hiện trường có chiếc thớt, lời khai của chị Lê Thị Thu Hiếu là bạn của Hồng và Vân đã nhìn thấy và sử dụng chiếc thớt này, lời khai của anh Nguyễn Mi Son là bạn của chị Hồng, lời khai của các anh Nguyễn Văn Thu, Võ Văn Hùng, Nguyễn Văn Vàng, Nguyễn Tuấn Ngọc là những người phát hiện ra con dao, cơ quan điều tra đã yêu cầu chị Hiếu mua chiếc thớt tương tự như chiếc thớt chị Hiếu và anh Mi Son nhìn thấy và có ở hiện trường, yêu cầu anh Thu mua một con dao có đặc điểm tương tự như những người làm chứng trên và Hải mô tả. Tại biên bản nhận dạng bút lục số 134, Hải nhận dạng được chiếc thớt này có đặc điểm tương tự như chiếc thớt Hải dùng để gây án, phù hợp với mô tả đặc điểm chiếc thớt của chị Hiếu và anh Son và bản ảnh hiện trường gây án. Tại biên bản nhận dạng bút lục 144, Hải nhận dạng được con dao có đặc điểm kích thước tương tự con dao mà Hải dùng để gây án, phù hợp với việc mô tả đặc điểm con dao mà các người làm chứng phát hiện được tại hiện trường vụ án. Điều đó có ý nghĩa chứng minh lời khai của Hải đã dùng dao thớt để gây án là có cơ sở. Việc mua dao thớt là có thật, nhưng để phục vụ cho nhận dạng vật tương tự và thực nghiệm điều tra, các cơ quan tiến hành tố tụng không xác định những vật này là vật chứng của vụ án. Phần trả lời này của tòa án theo tôi chẳng ăn nhập gì đến kháng nghị của viện kiểm sát, bởi vì ông viện kiểm sát nói rằng chiếc ghế thu được tại hiện trường là công cụ phạm tội, nhưng sao tòa án không ghi nhận?
bởi vì chiếc ghế là dùng để đập đầu của Hồng, nó cũng là công cụ làm cho Hồng ngất đi, kế tiếp mới đến hành vi là cắt cổ. Thì ông tòa án lại đi lý giải một nẻo là chỉ thừa nhận cái thớt và con dao là hung khí gây án, và lý giải thêm là việc mua về để phục vụ nhận dạng chẳng ăn nhập gì đến cái nội dung của kháng nghị cả. Theo tôi là như vậy, chiếc ghế này có thể không là công cụ trực tiếp, nhưng nó làm cho nạn nhân Vân ngất xong rồi hãy mới cắt cổ. Vậy thì nó là vật dụng tham gia vào cái chuỗi hành vi làm cho Vân tử vong, thì làm sao nó không phải là công cụ phạm tội được. Hơn nữa, cái hành vi cắt cổ Vân là cái hành vi sau, nhưng hành vi đầu tiên là đập đầu Vân. Biết đâu Vân lại chết vì cái ghế chứ không phải là vì con dao, thì cái ghế đó chính là công cụ trực tiếp. Con dao này chẳng qua là làm cho Hải tự tin hơn là Vân thật sự đã chết mà thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Luật sư Vlog. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật sư Vlog. Kênh Luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất.